Chúa và anh chị. Kính chúc các cô chú và anh chị một buổi tối thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì em sẽ vào bếp và chia sẻ với cả nhà món canh chua nha. Canh chua hôm nay em sẽ nấu với lại cá đói nè, cá đói kến đó cả nhà. Nguyên liệu hôm nay thì cũng rất là đơn giản nè. Em đi làm về mua được một ít cá đói kến nè cả nhà. Em làm sạch và rửa qua nước muối rồi ha. Và ở đây là một ít lá me. Lá me này em để trên ngăn đá đó cả nhà. Để ra, lấy ra và dùng thôi. Một ít hành lá và một ít lá quế nha. Bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp với em nhé. Hôm nay bữa tối thì ăn đơn giản như vậy thôi cả nhà. Chỉ một món canh chua thôi. Canh chua lá me như thế này nè. Cái phần hành lá thì mình sẽ sắc khúc như thế này. Cộng mình sẽ để một bên nha. Trời chú ơi cái bếp đau quá. Rồi, phần lá rồi sắc như thế này, sắc thành khúc như thế này nha cả nhà. Còn phần cọng thì mình sẽ sắc một bên, để một bên, lát cho cọng vào trước. Phần lá quế thì mình sẽ sắc nhỏ và cho bên mé bên lá ha. Tối rồi thôi cũng ăn đơn giản thôi cả nhà. Và cho vào đây vài lá ớt nè. Rồi còn lại mình sẽ để đâm nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ đâm này ha. Sẽ đâm ớt ra. Em sẽ cho vào đây là 1/3 muỗng bột ngọt nè. Và 1/3 muỗng muối. Rồi bây giờ mình sẽ đâm làm với ớt. Sẽ cho cái muối ớt ra dĩa. Rồi, có một chén muối ớt rồi. Đây là chén muối ớt để lát mình ăn với canh chua cá nè cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ vớt bọt ra nha. Có bọt mình sẽ vớt bỏ bọt bọt nè. Cá thì lúc này cũng đã chín rồi đó cả nhà. Cá này thì nó rất là mau chín nè. Cả nhà sẽ cho vào đây hết cái phần gốc hành ha. Phần gốc hành. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho luôn cái phần lá hành và rau thơm luôn. Rồi này canh chua của chúng ta vậy là đã ok đó cả nhà ơi. Rồi mình tắt bếp thôi. Và cho vào đây là 1 muỗng nước mắm nè. Thơm quá. Thơm quá thơm. Giờ múc cho tôi dùng thôi. Canh chua, cá đói kến. Nhìn đơn giản nè. Nhưng ăn thì rất là ngon nha cả nhà. Cái món này ăn nó chiều chua chua nè. Lại có vị béo béo của cá nữa, rất là ngon. Cá này còn rất là tươi nè. Cả nhà nhớ là muối ớt á, thì mình phải chế nước canh vào như thế này nè. Thì mình chấm cá ăn mới ngon nha. Rồi bây giờ em mời cả nhà sẽ cùng ăn với em nhé. Em mời cả nhà cùng ăn với em nhé. Bây giờ cá em sẽ cho ra dĩa như thế này nè cả nhà. Ở đây là nước nha. Tắt quạt cho nó bớt ồn, nó ồn quá. Rồi em mời cả nhà ăn nè. Giờ chấm miếng cá rồi.
Này nước nước chấm hơi cay chút xíu nha, này muối ớt. Cá rất là béo quá nha. Ngon quá. Nhưng mà cái canh chua của em làm hơi chua chút xíu nha. Nãy em bỏ lá mè hơi lố nên nó hơi chua. Quá trời ngon. Này là bỏ hành vô nhiều ngon lắm cả nhà. Còn con cá nó núp trong đây nữa nè. Nói chung hôm nay về tối rồi. Em về tới nhà không là gần 8 giờ đó cả nhà. Nên thành ra vội vàng á. Nấu nấu đại món ăn đơn giản như thế này thôi. Món ăn về là cũng ngon lắm à. Cá đối kến á, em thích ăn cái con nhỏ nhỏ như thế này nè. Mình ăn luôn xương, nó ngon. Cá lóc kến này có người ta cái con nhỏ nhỏ này khỏi mần luôn cả nhà. Nó ăn có cái mật của nó đắng đắng nó ngon. Nhưng mà tại này em mần á chứ. Em thì không ăn giải được nè. Em cũng móc ruột hết trơn. Mấy con nào nhỏ lắm thì em mới bỏ lại bỏ trong vừa bỏ rồi còn để lại ruột. Cá này á nó cũng có, mình có thể vò xả ăn cũng rất là ngon nè cả nhà. Hoặc là mình có thể chiên giòn á, lắc với bột chiên giòn ngon lắm. Ăn hết dĩa cá luôn. Tại con gái em nó không thích ăn cá này. Nên nó không ăn món cơm, nó không ăn cơm canh chua. Cay nhưng nó ngon. Cũng còn nóng nực lắm cả nha. Chưa mát được. Cái cơn mưa này á, mình thấy vậy thôi chứ cái ruộng em nó vẫn còn cứng á. Nó chỉ ướt một cái lớp mặt mé trên thôi, nhưng ở phía dưới đất còn rất là cứng. Mình thấy vậy chứ cái cơn mưa này vẫn chưa thấm đất. Nó mới chỉ thấm lớp mặt thôi nên còn rất là nóng nè. Bữa hôm qua em kia em lướt cái lướt ở trên TikTok cả nhà. Em thấy chỗ đó ở thành phố mà quên để ý ở chỗ nào à, nước ngập mà nó gọi là nó cuốn luôn á, nó cuốn sấy luôn chiếc xe của các anh kia hả. Nó muốn chảy xiết luôn, chảy ấy chiếc xe luôn, cuốn xe luôn. May là có người ra kéo phụ anh á. Trời ghê thiệt chứ. Chứng tỏ trên thành phố mưa lớn. Mưa ngập đường luôn.
hết cơm để em đi bới thêm chén khác, bới thêm một chén nữa cả nhà. Cá này nói vậy chứ lâu lâu mới có, chứ cũng không có thường nữa nè. Lâu lâu đi gặp mấy muối mua thôi. Bình thường mấy con cá đó, cá đó lớn mà em lại không thích ăn cá đó lớn. Cá nhỏ nhỏ gì mà em mê. Nhìn cá thấy ngon ghê. Tươi, cá này rất là tươi cả nhà. Em mua một bịch cá vậy là em chia làm đôi, em chia làm hai phần. Chứ ăn một lần cũng không hết mà có 25.000. Tính ra cử ăn này có 10 mấy ngàn. Vừa rẻ mà vừa ngon nữa nè. Đâu cần món ăn cầu kỳ đâu, đơn giản miễn mình ăn ngon là được. Hôm nào cả nhà đi chợ á mà gặp thấy cá này nè, nhớ mua về nấu ăn chua thử nha. Không có thất vọng đâu, ăn rất là ngon nè. Nhưng mà nhớ là mua cá tươi á, cái mang nó cũng phải còn đỏ thì về nấu canh mới ngon. Còn nó không tươi là một là chiên, hai là kho đi, kho xả đi. Nấu canh phải tươi mới ngon nữa, mới ngọt. Này còn mấy con. Rồi hết rồi. Đây. Còn một em núp lùm. Còn ba bỏi ăn hết luôn. Sáng nay em đi ăn sáng, dắt con gái đi ăn cơm sườn. Mục đích bữa nay là em tính đi xuống kiếm cơm sườn của chú Bảo Trung, mà nay chú nghỉ bán rồi, hình như chú đã giờ đi nơi khác hay sao. Chú bán đây cũng được mấy tháng mà cũng lâu ạ, mà em không có thời gian đi ăn. Bữa nay có thời gian đi ăn rồi, không có cơ hội gặp chú. Nghe mọi người nói là chú ngoài rất là thân thiện dễ thương nè, tiếc quá. Đúng ngon luôn cả nhà. Cái món này đúng ngon luôn. Chỉ cần ăn một món đơn giản vậy thôi mà rất là ngon.
hết cơm rồi chứ không? Ăn cho hết con cá luôn, chỉ còn lại nước. Quá ngon. Em xin dừng clip tại đây nha cả nhà. Em chúc cả nhà có một buổi tối thật là ngon nè. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nhé.